Võ Lâm Ngũ Bá phần 35. Trùng Dương hết sức thất vọng. Lần này chàng quyết đến kinh đô Biện Lương để dò la ra cách thức cưa xẻ hộp cửu âm chân kinh. Thì vừa đúng đế kinh bị nạn binh đao, thật là xui xẻo. Chàng mới toan quay về Tung Sơn, nhưng sực nghĩ, tuy mình là đạo sĩ xuất gia nhưng cũng là con dân của đất nước. Triều đình gặp tai nạn, nhân dân bá tánh trong cơn nước lửa dầu sôi, sao mình khoanh tay mà nhìn? Chàng mới cân nhắc một lúc rồi quyết định tiếp tục cuộc hành trình. Càng hướng sâu về phía Bắc, càng mục kích những sự thương tâm. Dân chúng loạn càng ngày càng đông. Chật cả đường đi, qua khỏi huyện Lan Phong thì cảnh vật thay đổi một cách đột ngột. Vườn vắng ruộng hoang, khói bếp lạnh tanh, không có tiếng chó sủa, không một dáng người. Thôn trấn, chợ búa bị đốt phá sập đổ điêu tàn. Thỉnh thoảng bên vệ đường rải rác một vài thây người đứt đầu thủng ruột. Không cần đoán cũng đủ hiểu đó là thành tích của quân đoàn khát máu để lại. Trùng Dương càng thấy càng thêm phẫn nộ. Nhưng một sự việc làm ra hết sức lạ lùng là từ Tung Sơn đến Lan Phong huyện, suốt một quãng đường dài không hề thấy bóng dáng một tên lính Tống. Trùng Dương mới thầm nghĩ, nếu Kim Bình quả đã bao vây Biện Lương thì các cánh quân phủ huyện không ít thì nhiều cũng đem binh đến giải cứu kinh thành. Thế tại sao mình đi suốt 100 dặm đường để đến đế đô lại chẳng thấy một tên quân binh nào của Tống chào? Chẳng lẽ kinh đô đã bị công phá và đại quân của nhà Tống đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi sao? Trùng Dương nghĩ đến đây, lòng hết sức kinh khiếp sợ thầm. Đi thêm 20 dặm mới thấy dáng quân sĩ, nhưng không phải là quân binh của nhà Tống mà là đoàn quân kỵ mã của bọn Kim. Từ toán hoặc 8-10 người rục ngựa xuôi ngược trên đường cái quan không ngớt. Trùng Dương khó nhọc lắm mới tìm được một căn nhà tơi tả trong khói lửa của một nông phu để tạm trú ẩn. Trong nhà có một lão già bị gãy chân đã 2 hôm rồi, không tìm được một chút cơm cháo gì đỡ lòng. Đói nằm thoi thóp trên giường, Trùng Dương mới lập tức đem lương khô trong người ra cho ông lão già lót dạ. Trùng Dương sau khi đút cho ông lão vài miếng cơm khô rồi mới đổ cho ông lão ít ngụm nước lá. Ông lão dần dần tỉnh dậy, Trùng Dương mới hỏi han sự việc đã trải qua. Thì ra trước đây 10 ngày Kim quân phá được thành Biện Lương, xua quân càn quét khắp hoàng thành, còn bắt cả Huy Tông Thái Thượng Hoàng và đương kim hoàng đế là Khiêm Tôn cùng tất cả văn võ triều thần, cung tần mỹ nữ trong cung trên 1000 người, dùng xe châu áp giải về phương Bắc. Biện Lương trở thành vô chủ, trật tự vì thế mà rối loạn khắp trong thành ngoài nội. Thành Biện Lương rất kiên cố, hào rộng lũy cao, lương thực rất sung mãn. Dù cho triều Tống có suy nhược cách nào, binh sĩ có ô tạp bằng cách nào đi nữa cũng có thể kiên thủ một thời gian. Nhưng tại sao trước đây không đầy mấy ngày đã để cho quân Kim hạ được, đến nỗi vua chúa quan quân đều bị giặc bắt đi? Nguyên là vì Kim chúa đã cấu kết với Tống triều thừa tướng là Trương Ban Sương làm nội gián. Chở quân Kim đến tấn công hoàng thành, Trương Ban Sương đã theo kế trong ngoài ứng hiệp, mở cửa thành cho binh Kim tràn vào, đập phá lăng miếu cung, bắt mất Tống triều hai chúa. Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn từ lúc khai lập nhà Tống không đầy 150 năm thì bị cảnh quốc phá ra vong. Tịnh Khang là niên hiệu cuối cùng của triều đại nhà Tống vậy. Trùng Dương sau khi rõ được biến cố của triều ca, thầm nghĩ tuy mình là một kẻ xuất gia không màng đến chuyện trần thế, nhưng đã đến nơi đây thì cũng nên vào để kinh cho rõ sự thiệt hơn. Chàng liền từ giã lão nông phu và để cho lão chút ít tiền bạc lương khô, rồi tiếp tục cuộc hành trình đến hoàng cung. Trùng Dương đi không đầy nửa ngày là tới thành Biện Lương. Đế kinh sau ngày bị quân Kim tàn phá, tiêu điều buồn bã, mây sầu phủ lấp núi rừng, dợ hổ cưỡi ngực dọc ngang khắp nơi. Nguyên soái của Kim quốc là Nghiêm Một Khát chiếm lấy hoàng cung của nhà Tống, thiết lập hổ tướng tại Tía Thần Điện. Nơi ấy nguyên trước kia khi Tống Thái Tổ diệt Nam Đường, bắt được hậu chúa là Lý Lập mới cho xây nên tòa đại thừa điện ấy. Để kỷ niệm một kỳ công vĩ đại của mình là bình định được cõi Giang Nam. Bây giờ lại trở nên soái phủ của bợ. Bây giờ lại trở nên soái phủ của dợ Kim. Thật là trò đời là cuộc bể dâu mà, thay đổi không ngừng. Trùng Dương càng nghĩ càng buồn cho thế sự. Bao nhiêu vương hầu phủ đệ đều thay đổi tên, văn võ tướng nào còn quyến luyến chào cũ, nếu không bị bắt thì cũng đào vong nơi khác. Chỉ còn lại tên gian thần Trương Bang Sương cùng một số thủ hạ chó săn chim mồi mày dạn mày dày cúi đầu thần phục ngoại bang cướp nước, ngày đêm đem hết mưu đổ vơ vét ngọc địa, cưỡng đoạt gái tơ cống hiến cho tướng lính của giặc để đăng công.
Trùng Dương vốn là một nho sĩ xuất thân, khí hăng máu nóng của nam nhi tính, vẫn còn thấy tình trạng đốn mạt như thế, mới dựng mày dựng râu, căm hận kẻ buôn dân bán nước, nên quyết định đêm ấy sẽ thám dò hoàng cung một phen để xem xét tình hình trong nội cung ra sao. Bọn Kim tuy phòng thủ hoàng cung rất nghiêm mật, nhưng Trùng Dương là người bản lãnh siêu việt, đâu xem trò canh phòng ấy ra gì. Chàng mới vào tận cung đình chẳng chút hao phí sức. Cảnh vật trong hoàng cung hoa lệ vẫn không có sự gì thay đổi, nhưng sự tấp nập của cung phi đã khác xa xưa. Vua chúa phi tần đã bị giặc bắt đưa đi đã đành, cho đến những thái giám trẻ tuổi hay những cung nữ có chút ít sắc lịch cũng bị binh tướng của quân Kim tranh nhau đem đi, chỉ còn lại vài tên nội thị. Mấy nàng cung nữ xấu xí giả nua đang run lẩy bẩy hầu hạ người chủ mới ngoài ban. Trùng Dương thám thính nội cố của hoàng cung, nơi mà các triều vua chúa dùng để cất trữ châu báu quý giá. Nhìn vào nội khố, thấy đèn đuốc vắng im, trống rỗng sạch trơn, hoang lạnh như hang quỷ. Bao nhiêu châu báu ngọc vàng đều bị quân Kim cướp đoạt sạch bách, không chừa một món. Nước còn không giữ được thì vàng bạc châu báu mong nghĩ gì. Trùng Dương càng nghĩ càng cảm thấy lòng buồn bã vô cùng. Trong lúc chàng đang bùi ngùi nhìn cảnh tang thương của hoàng cung đổi chủ, bỗng nghe từ sau khố phòng có một tiếng phụ nữ lớn tiếng van xin: "Trăm lạy các gia gia tha cho tôi, đã lớn tuổi rồi, đừng nên làm như thế." Tiếp theo đó là chuỗi cười thô bạo râm rật vang lên. Trùng Dương giật mình, vội phi thân đến chỗ phát ra tiếng động, liền nhìn thấy một trò bị ổi đang diễn ra trước mắt. Hai tên kim binh gác cung điện đang hợp sức nhau vật một cung nữ nằm xuống giữa bụi hoa tùm và dùng cường lực để lột y phục dưới bán thân của nàng ra. Nàng cung nữ nọ tóc đã điểm trắng, xem lại thì là một cung nữ giả nua đang cố hết sức dãy giụa chống cự. Nhưng hai tên kim binh đang bị lửa dục thiêu đốt còn biết trò đẹp xấu gì, nhất quyết giở cho được trò vô lễ để thỏa mãn thú tính. Trùng Dương thình lình máu giận xông lên, bèn nhẹ nhàng nhảy xuống, hai tay nắm chặt đại trì huyệt nơi sau gáy của mỗi tên, vận sức động chúng vào nhau. Bốp một tiếng, hai tên kim binh giống lên thảm thiết rồi gã vật xuống đất chết ngay. Trùng Dương cúi xuống nhấc bổng hai cái xác to lớn của hai tên kim binh, trông nhẹ nhàng như xách một con mèo, rồi mới chậm rãi bước đến bờ suối nhỏ, quẳng mạnh hai cái thây ma xuống lòng suối mất tích. Nàng cung nữ thấy rõ mọi sự mới yên tâm đôi phần, vội quỳ ngay dưới chân Trùng Dương lạy như tế sao, miệng thì vái lia: "Nam mô Lữ Tổ Tiên Ông, tiểu nữ từ 16 tuổi đã khởi sự trưởng trai, bài thân vị của ngài, ngày đêm cúng bái, không ngờ hôm nay ngài mới hiện hiện kim thân để cứu tiểu nữ. Nam mô Lữ Đại." Trùng Dương giết cung nữ lầm tưởng mình là tiên ông Lữ Độc Tân hạ trần. Chàng vừa bực vừa tức cười, chuyện ấy đối với chàng cũng không có gì đáng lạ, vì dụ tông hoàng đế xem lão giáo như quốc giáo. Cung nữ này bị giam kín giữa thâm cung, tiêu phí cả một đời xuân sắc, nên thờ phụng Lữ Đồng Tân để cầu vơi số phận hầm hiu. Hơn nữa trong lúc biến loạn như vậy, còn ai dám lò dò đến cung vàng hoang lạnh để làm gì? Bởi thế cung nữ vừa thấy chàng mới lầm tưởng ngay là vị tiên ông mình kính bái lâu nay. Trùng Dương vội giơ tay ngăn lại và nói: "Thôi đừng vái lại làm gì, nàng tên họ chi, vào cung được bao lâu, có phải lúc trước nàng phục dịch tại tòa nội khố này chăng?" Cung nữ mới rơi lệ thưa: "Dám bẩm Lữ Tổ đại tiên, tín nữ họ Triệu, tiện danh là Xảo Nga, 16 tuổi đã bị tiến cung, năm nay vừa đúng 36 năm trời. Lúc trước ở Chiêu Dương cung có lần kim binh vây thành, Trương Bang Dương tâu xin với hoàng thượng là kim binh đòi phải cống dâng cho chúng 3.000 gái đẹp, chúng mới chịu lui binh. Hoàng thượng vì thấy con gái trong dân gian không đủ nên mới lựa thêm mấy trăm cung nữ ở hậu cung để bù vào cho đủ số. Tòa nội khố này lúc trước có 4 cung nữ phúc dịch, nhưng cũng bị lựa đem dâng cho kim binh nên mới phái tiểu nữ vào đây. Đảo ngờ..." Trùng Dương mới hỏi tiếp: "Thôi được rồi, ta hỏi mỗi người một câu, trong nội khố của hoàng cung có bảo vật nào bằng sừng tê giác không?" Cung nữ tên gọi Triệu Xảo Nga ngạc nhiên dây lâu rồi đáp: "Bảo vật bằng tê giác? Có. Lúc trước ở tiên khố có một chiếc hộp thất đảo tê ngưu giác, nhưng đã bị quân Kim lấy đi rồi." Trùng Dương lại hỏi tiếp: "Tốt lắm, bần đạo hỏi thêm một câu nữa. Những cái đồ vật làm bằng sừng tê giác cứng rắn không vật nào bì kịp, phải dùng cách gì mới mềm được?" Xảo Nga không chút nghĩ ngợi đáp ngay: "Lúc trước tiểu nữ có nghe một thái giám trong nội cung nói sừng tê ngưu rất cứng rắn, nếu dùng chát mặn như muối chẳng hạn thoa lên một lượt
chỉ độ nửa ngày sau sẽ mềm như đất, có thể cắt xé tùy theo ý muốn. Trùng Dương không ngờ từ một năm mình đã hao tôn mệt trí để mài giũa chiếc hộp, rốt cuộc không thể mài thủng được nó. Hôm nay do lời nói của nàng cung nữ này, chàng đã hiểu rõ phương pháp để phá vỡ chất đề giác. Trong lòng chàng hết sức mừng rỡ, liền bảo Xảo Nga: "Bây giờ ngươi muốn Bần Đạo giúp đỡ bằng cách nào? Hãy nói thật, Bần Đạo vui lòng tìm giúp ngươi." Ý của Trùng Dương là muốn tìm một vật gì quý giá trong tay của Quân Kim để đền đáp cho nàng. Nhưng Xảo Nga chỉ đáp: "Trầm lạy Lữ Tổ Đại Tiên, tiểu nữ không muốn vật gì cả, mà chỉ mong Đại Tiên giúp cho tiểu nữ thoát khỏi cảnh cá chậu chim lồng trong hoàng cung này để về Cố Lý ở Giang Nam." Tiện nữ vốn là người Tô Châu, xa cách quê nhà đã 36 năm trời. Chắc cha mẹ tiện nữ cũng không còn sống đến ngày nay. Nhưng tiện nữ cũng muốn trở về quê cũ, dù có chết cũng thỏa mãn tấm lòng. Nói xong, nàng bụm mắt khóc tức tưởi. Trùng Dương lắc đầu thương hại, ngẫm lại hoàng đế đem mấy ngàn cung nữ giữ kín trong cung vàng để một mình thọ hưởng. Những kẻ may mắn được ơn mưa móc của thánh hoàng chiếu cố không tới 50 người. Kỳ dư bao nhiêu cung nữ mường tượng như chim trong lồng. Tháng năm dài tiêu hao cả tương lai hương sắc với cảnh gối chiếc phòng không, thật là một chuyện tàn nhẫn bất công hết sức. Nghĩ thế, Trùng Dương không chút do dự đáp ngay: "Được." Đáp xong, nhanh như chớp, chàng mới điểm vào huyệt ngủ của y thị, đoạn cắp y vào nách, dùng thuật kinh công thoát ra khỏi cung. Định nhảy ra phía sau nội viện của hoàng cung, trộm chút ít vàng ngọc, rồi đem nàng khỏi Biện Lương Thành, mới giải huyệt cho nàng tỉnh dậy. Trùng Dương đưa Xảo Nga đi hơn mười mấy dặm mới tìm được một nơi có người ở. Chàng giúp Xảo Nga thuê xe ngựa và đưa nàng về tận quê cũ ở Tô Châu. Sau khi lo dùm chuyện Xảo Nga xong, Trùng Dương liền trên đường trở về Tung Sơn. Nhưng khi về đến Yên Hà Động thì không thấy sáu đệ tử đâu cả, cho đến sư đệ Châu Bá Thông cũng mất tăm nốt. Trùng Dương trong lòng hết sức kinh hãi, chàng đoán là ngoại địch đã xâm nhập vào đây, giật mất Cửu Âm Chân Kinh. Châu Bá Thông cùng các đồ đệ đang theo truy tầm. Bởi thế mà trong động mới trống trơn không một bóng người. Nhưng Trùng Dương lại sực nghĩ chuyện không thể như vậy được. Vì gần đây Châu Bá Thông đã lãnh hội được nội ngoại công phu của toàn chân phái đến mức thần diệu. Ngoài ra võ học của sáu đệ tử không phải hạng tầm thường, thì làm gì có kẻ nào đủ khả năng đoạt chiếc hộp chân kinh trong tay bảy người được. Lúc trước tuy chàng đã gây thủ chuốc oán với Âu Dương Phong và thiết trưởng bang chủ Thiết Hưng, nhưng hai người ấy không đủ bản lãnh làm được như thế. Trùng Dương trong lòng hoài nghi, bèn đi lần ra sau động Yên Hà. Tai mắt Trùng Dương rất thính, có thể nghe được tiếng động ngoài xa mấy dặm. Cho nên chàng vừa ra khỏi ngọn núi thì nghe văng vẳng tiếng Châu Bá Thông từ xa vọng lại: "Hay lắm hay lắm, chiếc ngộp sắp sắp bể rồi." Trùng Dương theo hướng có tiếng kêu chạy bay tới. Quả nhiên không ngoài ý liệu, chạy hơn 5 dặm đường, chàng thấy Châu Bá Thông cùng Mã Khiêu Tôn, Đàm Vương Liễu, sáu đệ tử đang đứng trên một triển núi bày thành trận đồ thiên càng bắt đầu trận. Mỗi người trong tay cầm một thanh bảo kiếm giơ lên khỏi đầu. Có vật sáng long lanh dưới ánh mặt trời bay đi bay lại trong trận, mường tượng như một chuỗi lưu tinh xẹt lên đáp xuống giữa bảy người. Thì ra chiếc hộp đựng Cửu Âm Chân Kinh bị bọn họ tung lên đá xuống như đá cầu. Lúc ấy chiếc hộp vừa mới rớt xuống ngay đầu Châu Bá Thông, y liền chém mạnh lưỡi kiếm vào chiếc hộp, đánh cong một tiếng. Chiếc hộp bị chém quá mạnh bay vút lên cao ba trượng, rơi xuống ngay đầu Mã Ngọc. Mã Ngọc cũng y theo cách ấy, dùng kiếm chém mạnh ngược trở lên. Kinh cong hai tiếng, chiếc hộp lại băng vật lên cao, phi nhanh xuống đầu Khiêu Sứ Cơ. Và thế chiếc hộp bị bảy mũi kiếm của Thiên Cương bắt đầu trận chém văng lên chẹt xuống, kêu lên cong cong, sao lửa tung bốc bốn phía. Đừng ngỡ đây thực là một trò chơi nhẹ nhàng, kỳ thực chiếc hộp không trên cao rơi xuống có trọng lực đá mạnh, thêm vào sức của Châu Bá Thông và sáu đệ tử dồn cả kinh lực vào mũi kiếm chém ngược trở lên. Sức mạnh của cái chém ấy gia tăng lên gấp bội thì dù cho vật được rèn đúc chắc chắn đến đâu cũng bị cái chém văng lên văng xuống ấy mà rã rời thành trăm mảnh. Nhưng chiếc hộp này nhờ dùng vật trí bảo chiếu dạ bích thủy tê giác làm thành, tánh chất khác hẳn loại ngũ kim, càng bị chất sắc thép va chạm càng trở nên cứng rắn dị thường. Cho nên trò chơi của Châu Bá Thông tuy rất hay, xem ra rất đẹp mắt, nhưng không có một công hiệu còn con nào. Trùng Dương đứng lặng nhìn giây lát, trong lòng hết sức buồn cười. Nhưng chàng sực khám phá được một nguyên lý mới. Chàng mới mường tượng đến thiên càng bắt đầu trận pháp,
nếu theo phương pháp cũ để luyện tập, biến hóa tuy kỳ diệu khôn lường nhưng uy lực không được to lắm. Nếu theo cách đánh của 7 người vừa rồi thì uy lực sẽ gia tăng gấp mấy lần. Thậm chí có thể nói là sau khi luyện xong sẽ vô địch trong võ lâm thiên hạ. Lúc đầu Trùng Dương định lên tiếng gọi bọn họ, nhưng khi nghĩ ra được vấn đề trọng đại kia, chàng đứng ngẩn người ra quên cả chuyện Châu Bá Thông thâu hồi chiếc hộp trở về. Trong khi mà chàng đang nghĩ ngợi thì từ dưới sườn núi bỗng xuất hiện hai bóng người,